Chào các bạn trở lại với Radio Cùng Bạn. Trong số lần này, mình muốn giới thiệu đến các bạn một món ăn đơn giản và thời gian chế biến thì ngắn ha, khoảng 10 đến 15 phút thôi, và cũng đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho bạn và các con của bạn ha, những người thân của bạn cùng dùng. Thì mình thường nấu những cái món ăn mà trong thời gian ngắn như vậy lắm, thì thường mình đi làm về thì nó khá là trễ á. Cho nên là mấy năm nay thì mình hay nấu những cái món này cho con. Mình biết khoảng hơn 20 món như vậy. Thì mình sẽ giới thiệu lần lượt đến các bạn ha. Thì để nấu cái món này thì mình cần có là cà tố phin, và cà tố phin là khoai tây, và cà rốt và trứng ha. Và một cái đồ làm, cái này là cái đồ mà các bạn làm sắc nhuyễn, thức rau củ của các bạn, đồ bào hả, tiếng Việt gọi là đồ bào, đúng rồi. Và cái này thì là mình mua ở trong Teddy, khoảng các bạn ở Đức thì có thể đến Teddy để mua, khoảng tầm 2 đến 3 euro một cái như thế này, thì các bạn xài được rất là lâu luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ đập 3 cái trứng ra ha. Thì cái trứng này thì mình mua ở trong siêu thị. Mình thích cái trứng có cái vỏ màu màu trắng hơn là cái trứng mà có cái vỏ màu màu vàng vàng nâu nâu á các bạn. Tại vì là mình cảm thấy là cái trứng này khi mà mình đánh ra đó thì nó chắc hơn, tức là nó không có bị quá là lỏng như cái trứng kia. Cũng không biết có phải gì không hay là cái cảm giác nữa, nhưng mà mình vẫn thích mua cái loại trứng mà cái có cái vỏ màu trắng như thế này. Còn cái này là hành lá ha. Mình trồng ở trong vườn á, nên cái lá nó nhỏ thôi chứ không được to như cái loại mà người ta bán trong siêu thị. Thì mình thích dùng kéo để cắt hơn, cắt hành hơn là dùng dao. Các bạn biết không, với người Việt chúng ta thì việc dùng kéo cắt như thế này rất là bình thường đúng không? Nhưng mà với người Tây họ thấy ngạc nhiên lắm. Ở Đức á hả, các bạn biết là họ có đủ loại dao. Cắt bánh mì có một loại, cắt thịt có một loại, cắt rau củ có một loại, cắt trái cây có một loại. Rất là nhiều loại dao luôn. Cho nên khi mà lần đầu tiên mà họ có ai đó mà thấy mình dùng cái loại kéo mà cắt á, thì họ rất là ngạc nhiên. Về cái phần gia vị á, thì mình thích dùng cái loại Maggi này nè các bạn. Mình chỉ cần bỏ một ít thôi. Không nên quá mặn, bởi vì trẻ em á, thì không nên ăn quá mặn ha. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của bộ não. Của não bộ. Rồi sau đó mình dùng cái đũa để mình đánh ra. Cũng có thể dùng cái đồ đánh chuyên nghiệp để đánh đó các bạn, bằng máy đó, nhưng mà mình thấy là dùng đũa thì tiện và nhanh hơn. Chứ cả mình cũng quen tay nữa. Rồi thì sau đó thì mình bắt đầu cái công đoạn là thái nhỏ cái cà tố phin ha, khoai tây này. Cái đồ dùng này rất là tiện các bạn. Các bạn cứ để đứng đó rồi kéo lên kéo xuống cái củ khoai tây như thế này thì nó sẽ ra được những cái phần khoai tây nhỏ bên dưới. Rất là tiện lợi. Mình dùng cái này cũng nhiều năm rồi đó. Cái này các bạn nên mua bởi vì tiện. Các bạn có thể thái được nhiều cái hình dạng khác nhau, và sử dụng được rất là lâu. Đây ha, thì đây là cái phần cà rốt mình đã thái á, mình cắt bỏ một phần liếp đi chứ để nó sẽ dài. Đó, các bạn thấy cái phần khoai tây đó, hồi nãy nhìn nhiều như vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn bào nhuyễn ra đó thì nó chỉ được có chút xíu thôi à. Rồi chút nữa các bạn vắt nước bỏ đi, các bạn sẽ thấy nó còn ít hơn nữa. Bây giờ là vẫn còn nước đó các bạn. Cái cà rốt này á, nếu mà các bạn làm cho con nít á, thì nên bỏ cà rốt. Một phần thứ nhất là vì dinh dưỡng của cà rốt rất là tốt ha, cho sự phát triển trí não của bé. Ngoài ra thì cái vị ngọt ngọt của cà rốt đó các bạn, các bé sẽ rất là thích, dễ ăn hơn. Nếu mà các bạn chỉ bỏ mỗi khoai tây thôi thì cái vị nó cũng hơi chán, nên nhiều khi các bé không thích. Thì cái khoai tây mình đầu tiên là mình sẽ cho vào một cái tô ha. Rồi mình bắt đầu vắt nước nè các bạn. Cứ vắt chậm chậm như thế này.
chậm, rồi các bạn để cho nước nó chảy ra từ từ. Đó, các bạn thấy không? Nước rất là nhiều. Nếu mà các bạn không vắt nước á, mà các bạn để như vậy mà các bạn trộn chung với trứng á, thì cái lúc bạn chiên ra thì cái phần trứng của các bạn á, cái phần bánh trứng cuối cùng của các bạn nó sẽ rất là mềm. Vì vậy là mình luôn vắt rồi mình bỏ cái nước đi. Rồi sau đó mình mới trộn cà rốt vào. Trộn cà rốt vào rồi mình sẽ dùng đũa để mình tiếp tục đảo đều nó lên. Một phần thấy cái tô vậy thôi các bạn, nhưng mà khi các bạn chiên ra thì các bạn sẽ thấy là nó nhỏ thôi. Đây, rồi mình bỏ một ít muối, một chút thôi. Rồi sau đó mình lại trộn tiếp. Rồi mình cái chảo thì mình đã làm nóng từ từ rồi nha các bạn. Rồi sau đó mình cho một ít, một chút xíu dầu ăn vào thôi. Tại vì có dầu ăn á, thì khi mà các bạn trộn á, thì nó sẽ dễ cái phần muối của các bạn với cái phần rau củ á, có thể trộn đều dễ hơn. Mình chứ không có dầu á, thì nó sẽ không có cái độ độ trơn á mấy các bạn. Thì chút nữa các bạn chiên lại á, thì nó sẽ bị dính lại từng cục. Còn bây giờ thì mình bỏ một chút dầu vào, thì khi mình trộn như thế này nè thì nó sẽ tách ra. Nói chung là chút nữa các bạn sẽ thấy là cái phần chiên lên thì nó sẽ cái bánh nó sẽ dính lại hơn. Rồi bây giờ thì mình đã trộn xong ha, và mình sẽ cho một ít tiêu vào. Tiêu này thì các bạn có thể mua trong các siêu thị của Đức, đây là cái loại mà người ta đã nghiền sẵn rồi đó các bạn. Giá thì khoảng 1 euro thôi, hầu như siêu thị nào cũng bán ở cái mức giá này. Đây là loại tiêu trắng, còn có loại tiêu đen và cái loại tiêu mà hơi cay, và có cái loại rất là cay nữa các bạn. Ở Đức thì mình thấy những cái loại tiêu rất là phong phú. Làm cho bé thì mình rất là ít dùng cái loại tiêu mà các bạn, cái tiêu hạt mà các bạn xay bằng máy á, bởi vì nó sẽ cái hạt xay ra nó hơi cứng thì trẻ em không thích lắm. Đây rồi, cái chảo mình đã làm nóng rồi ha, thì bây giờ mình đổ cái phần mình đã trộn vào. Rồi mình dùng đũa mình trải đều nó ra trên mặt chảo. Và mình không đổ hết các bạn, mình chừa lại một ít. Rồi, sau đó mình dùng cái cây này để mình trải đều nó ra. Cái này gọi là cái vá hả? Mình cũng không rõ là tiếng Việt gọi là gì nữa. Rồi rồi sau đó là mình sẽ để lửa tầm khoảng mức 4 thôi, để khoảng 3 đến 4 phút. Tùy cái bếp nhà bạn ha. Thì ở nhà mình là mình xài cái loại của Miller đó, thì mình để cái mức là 4. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cho lửa chạy như vậy, rồi mình đậy nắp lại ha, rồi mình chờ một chút là được. Rồi các bạn biết không, những cái món ăn như thế này á, mình thấy là tiện, đặc biệt cho các mẹ khi mà các mẹ bận rộn đi làm cả ngày á, buổi tối về mình nếu mà nấu những cái món rất là công phu nữa thì rất rất là cực cho các mẹ. Cho nên là mình chủ yếu là mình chỉ nấu những cái món ăn mà vừa đảm bảo dinh dưỡng mà vừa đảm bảo yếu tố nhanh nữa. Vì các bạn biết là các mẹ cho con ăn xong á thì còn phải dọn dẹp rất là cực nữa. Đây là, và bây giờ mình đã cho trứng vào, sau đó thì mình nghiêng nghiêng cái chảo để trải đều nó ra. Cũng giống như cách chiên trứng bình thường thôi các bạn. Rồi mình giảm lửa xuống ha, rồi mình lại tiếp tục chờ khoảng vài phút nữa. Khi các bạn cứ canh á, nếu lần đầu các bạn làm thì các bạn cứ coi cái bếp nha các bạn á, như thế nào, rồi các bạn canh lửa. Rồi bây giờ thì nó bắt đầu hơi đặc là đây nè các bạn. Sau đó thì mình sẽ bỏ cái phần còn lại vào, tại vì bây giờ mình còn khá là ít á. Lần này
Mình bào hơi ít, chứ nếu mà mình còn nhiều hơn á, thì mình sẽ trải đều thêm một cái lớp nữa các bạn. Như vậy các bạn sẽ có một lớp rau củ, một lớp trứng, rồi một lớp rau củ nữa. Như vậy thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình bào ít quá, cho nên bây giờ mình chỉ có thể còn một chút để trải ra phía trên thôi. Thì cái này nếu mà bạn nào biết ăn kia ăn chi, chi là phô mai đó các bạn. Thì các bạn có thể rải một ít phô mai lên trên nữa. Vì mình thì mình không thích cái đó lắm, còn mình nó không thích ăn mấy cái loại kheo đó, cho nên mình chỉ dùng một ít hành lá mình để lên cái lớp cuối cùng thôi. Để cho nó có màu sắc một chút đó các bạn. Với lại hành lá thì cũng có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe. Sau đó mình để lửa ha. Rồi mình sẽ chia cái trứng ra làm đôi. Sở dĩ mình chia cái trứng ra làm đôi á là bởi vì là tại vì khẩu phần ăn mà mình nghĩ là một 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 bé đó, là mỗi bé ăn một khẩu một một phần nửa như cái như vậy. Thì ngoài ra thì cái việc chia trứng ra làm đôi như thế này đó thì cũng giúp ích được cho mình trong cái việc chở mặt trứng á. Khi mình trở ngược lại á thì trứng sẽ không bị vỡ. Nó cũng tiện hơn ha. Đó, bây giờ thì mình đã trở lại là các bạn. Mình đã trở lại cái mặt trứng trứng kha phía sau đó. Giờ cái mặt kia thì mình tiếp tục chờ khoảng vài phút nữa cho đến khi mà nó cứng lại thì có thể là lấy ra khỏi chảo được rồi. Thì tùy tùy cái khẩu vị của mỗi người. Nếu mà các bé mà thích ăn cứng á thì các bạn nên để lâu một chút. Tại vì cái phần riềng này nè các bạn càng để lâu thì nó sẽ càng giòn, thì các bé ăn sẽ thích. Nhiều bé thì thích giòn á. Đó, bây giờ mình đã bỏ ra ngoài ngoài dĩa rồi nè. Thì thường thì ở bên này thì mình không biết các bạn thế nào chứ mình không có ăn cơm. Mấy bé nhà mình cũng vậy. Thường nếu mà buổi tối các bé đi học về á thì mình chỉ cần làm như thế này. Một cái phần trứng chiên rau củ như thế này, hoặc là rồi mình kèm thêm một cái salad hoặc là một ít cà chua, dưa leo là các bé ăn là vừa đủ cho một phần buổi tối các bạn. Chứ cũng ít khi ăn cơm hoặc là ăn nú đình gì vào buổi tối lắm. Mình cũng không có ăn cơm, ít hiếm khi mình ăn cơm. Thì đó, thì bây giờ mình xắt đây nè, các bạn có thể thấy nó nhìn nó cũng khá là ok ha. Hôm nay mình chiên cũng không phải là đẹp lắm như mọi lần, nhưng mà nó chín đều là được đó. Các bạn có thể xắt kèm một ít rau, một ít salad để ăn kèm với cái này. Nếu mà bạn bạn nào biết làm nước mắm, thích ăn nước mắm thì có thể ăn kèm với nước mắm chấm với rau. Nhưng mà bé bé nhà mình thì lại không có biết ăn nước mắm, cho nên là mình không có làm chung. Nhưng mà nếu mà mình làm cho mình ăn á, thì mình hay làm một chén nước mắm chua ngọt á các bạn. Rồi mình cuộn cái trứng này với một ít salad mình ăn thì cũng ngon lắm. Cái vị nó cũng lạ. Mình hy vọng là cái clip này sẽ mang đến cho các bạn một ý tưởng mới về việc làm thức ăn cho gia đình ha. Vừa đảm bảo bảo yếu tố ngon, bổ, vừa đảm bảo yếu tố nhanh nữa, để giúp cho cái việc nội trợ của các bạn trở nên nhanh hơn. Chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những món ăn mới.